Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về cách làm giá đỗ sạch các bạn nhé. Bằng những dụng cụ rất đơn giản các bạn ạ. Và nguyên liệu các bạn cần phải chuẩn bị cho cái giá sạch này đó là đậu xanh đúng không ạ? Đây là mình sử dụng hai dụng cụ làm giá, do vậy mà mình định để cho các bạn xem là hai cách làm của mình. Đây là một cái dụng cụ làm giá thông thường bằng một cái thùng nhựa như thế này. Đấy, gồm có ba cái này và một cái nò xo để kìm giá đấy các bạn ạ. Cái đồ này của mình mua cũng hơi lâu rồi, do vậy mà nó trông hơi cũ đúng các bạn. Nhưng không sao, là đồ nhựa do vậy mà nó bẩn là đúng thôi. Và đây là mình tận dụng cái dụng cụ rất là đơn giản, đó là một cái chai coca nước 1,5 lít. Thì các bạn dùng cái dĩa này các bạn có thể xiên. Hoặc các bạn có thể dùng một cái vật gì đấy nhọn nóng, các bạn xiên nó thủng thủng các cái lỗ ra. Đây mình xin cho các bạn xem này. Đấy. Mình đã hơ nóng cái dĩa này và mình xiên như thế này. Các bạn có thể xiên ở những cái hình tròn, như là có lỗ thoát nước là được các bạn nhé. Đấy thì mình xiên nhiều nhiều như vậy. Các bạn cứ hơ cái dĩa nóng nên các bạn có thể xiên rất là dễ, và các bạn làm như nào các bạn xiên được là được. Đấy, và bây giờ là ở đây là mình có hai dụng cụ làm giá, do vậy mà mình làm hai ca ngâm khác nhau các bạn nhé. Mỗi một cái này là mình sử dụng 200g đậu, tức là 2 lạng đấy. Với như cái khuôn kia của mình làm chuẩn 2 lạng luôn các bạn ạ. Còn cái chai này các bạn có thể cho 1,5 lạng hoặc 1,7 lạng, 1,8 lạng hoặc 2 lạng cũng được. Đấy thì bây giờ các bạn đổ vào, các bạn ngâm khoảng 4 đến 5 tiếng nhá. Các bạn nước ấm ấm thôi các bạn nhá. Các bạn đừng ngâm nước nóng là nó sẽ bị chết cái mầm ở bên trong, là các bạn sẽ không có lẻ mầm, nó sẽ không lên được giá đâu ạ. Sau khi mình đã ngâm đủ thời gian, đây là mình đã ngâm 6 tiếng đấy ạ. Nên là các bạn ngâm cái hạt đỗ nó trương ra, sau đó các bạn đổ cái nước này đi. Thì cái giá nó rất là đơn giản và dễ làm thôi. Các bạn mua ngoài chợ nó không có gì là đắt. Thế nhưng mà mình làm cái này, thứ nhất là cái thực phẩm giá rất là sạch. Đấy thì sau khi mình đã đổ vào chậu rót nước, và các bạn nhìn thấy chưa? Cái hạt giá nó trương hẳn lên đúng không ạ? Vì nó đã uống nước no. Và bây giờ là dụng cụ làm giá của mình đây, nó có một cái nút như thế này. Thì các bạn nút vào dưới đáy này, vì khi mình đổ vào là cái nước nó không bị chảy ra đúng không ạ? Và có 3 lớp ngăn các bạn nhé. Thứ nhất trước mắt là các bạn có hai cái này giống nhau này. Thì là các bạn cho một cái xuống dưới này. Thì cái hàng nó có cái chân ấy, là cái trên và cái dưới. Thì là mình để cho nó chống, nó đỡ, nó chống lên để khi mình làm nó bị, để khi mà mình cho nó uống nước thì nó bị dốc nước đi đấy. Đấy thì cái đậu này các bạn cho vào này, mình nóc một lớp đầu tiên xuống đúng không ạ? Đấy thì các bạn cho đổ vào. Đấy thì mình san đều ra, san đều ra cái lớp đáy của nó. Đấy, sau đó các bạn cho một lớp tiếp theo lên. Vẫn là một cái lớp mà nó có cái trống các bạn nhé. Đấy, có cái chân ở bên dưới đó. Đấy các bạn đặt lên này. Thì ở đây là mình có, mình giới thiệu với các bạn thôi. Còn đâu là các bạn làm thông thường là các bạn có thể sử dụng cái chai hoặc cái hộp sữa 1 lít ấy. Các bạn tận dụng rất là dễ. Ở đấy những cái dụng cụ của bạn, các bạn để lần lượt như thế này. Sau đó các bạn dùng một cái lò xo này các bạn nén nhé. Ở hai bên nó có hai cái nhét vào đấy. Đây gọi là cái dụng cụ làm giá của mình các bạn ạ. Còn có một cái loại mà mình tận dụng những cái đấy, sau đó là mình cho nước vào, sau đó mình đậy cái đấy vào. Khi nào mình cho nó uống khoảng nửa tiếng hoặc 45 phút, các bạn có thể rút cái nõi, cái đế ở dưới ra. Đấy các bạn cho đi uống nước nào. Đấy các bạn cho ngập đến cái trắng là được. Đấy thì các bạn cứ một ngày các bạn cho uống nước khoảng 3 lần như vậy nhá. 3 lần như vậy, sau đó các bạn lại cứ ngâm mỗi lần khoảng 30 đến 45 phút thôi. Thì các bạn lại nhớ phải tháo nước đi như thế này. Đấy. Tháo nước là cho nó chảy hết đi nhá. Chứ các bạn mà ngâm mà quên thì nó cái lẻ mầm giá nó bị ngập trong nước, nó sẽ bị thối đấy các bạn ạ. Nên là các bạn phải luôn luôn nhớ, mặc dù mình chỉ quá khoảng 5-10 phút, 15 phút được.
chứ không thể quá cả một ngày giờ được thì là nó sẽ hỏng hỏng giá luôn các bạn ạ. Đấy, rút ra và cắm vào vị trí như này mà các bạn cứ để như vậy thì giá sẽ tự lẩy mầm nhé các bạn nhé. Và tiếp đến là mình bằng chai thì các bạn có thể công đoạn các bạn cho vào chai là hơi khó một chút nhưng không sao các bạn ạ, bởi vì hai nặng đỗ rất là nhanh thôi. Thì đây mình dùng cái phễu mình đổ vào thì mình phải chọc xuống, mà các bạn có thể cho một ít bột vào cái nọ chai, nói chung là dùng kiên tính kiên trì mình một chút thôi là được thôi mà. Nếu mà các bạn thấy cái miệng chai nó hơi bé thì các bạn có thể cắt bớt cái miệng chai đi cũng được. Đấy, mình cho vào đây cái hạt đỗ nó trương lên thì nó, khi mà mình cho vào cái đấy nó rất là khó đúng không ạ. Đấy, sau khi mình đã cho được vào chai rồi đấy các bạn ạ, thì các bạn là cho nó đều ra cả chai và nằm ngang cái chai xuống nhé. Đấy, đây các bạn san đều ra cái chai như thế này. Sau đó mình dùng một cái vải hoặc là một cái ống quần hoặc một cái ống áo nào của các bạn ấy, các bạn chùm vào như này. Mục đích của mình là chùm mà thứ nhất là lấy độ tối này, thứ hai là các bạn có thể là lấy cái độ ẩm trong đỗ đấy. Đấy, thế thì các bạn có thể đút vào như thế này nhé. Thì các bạn cứ để các bạn đút xong mà các bạn dàn cũng được, rất là dễ thôi. Đây là mình muốn là dạy các bạn để tận dụng những cái mà đồ bỏ đi trong gia đình mà mình lại tận dụng được những cái đồ mà để mình rất là đơn giản mà lại làm ra được những sản phẩm thực phẩm của mình rất là thật. Đấy, mình các bạn túm hai đầu vào như này thì cái hạt đậu bên trong thì các bạn cố gắng là san đều nhé, cho nó nằm dài xuống cái chai. Đấy, sau khi đã được, và cái này cũng tương tự như là cái bằng bằng cái khoai cái đồ làm giá của mình, thì các bạn cũng cho uống nước ngày 3 lần như thế này và mỗi lần cũng ngâm từ 30 đến 45 phút thôi. Sau đó các bạn lại vớt lên để cho gióng nước và cái độ ẩm của nó sẽ giữ như vậy thì là đỗ nó sẽ nảy mầm rất là nhanh ạ. Nếu mà mùa đông thì các bạn cho uống nước ấm nhé, nước ấm khoảng 25 độ C thôi, chứ các bạn mà cho nóng quá thì nó cháy mầm ra thì nó cũng chết, không nảy mầm được đâu ạ. Các bạn cho uống như vậy ngày 3 lần nhé, mỗi một lần là 3 45 phút. Đấy, và đây là hai dụng cụ sau khi mình đã ngâm. Đây là sản phẩm của mình là mới được 3 ngày thì mình dở ra đây các bạn xem nhé. Nếu mà các bạn muốn ăn giá dài thì các bạn có thể 4 đến 5 ngày là cái giá sẽ mọc dài ra, nhưng ở đây thì mình thích ăn mầm nhiều, do vậy mà mình đây là 3 ngày đấy ạ. Đây là bắt đầu ngày thứ 3 thôi, nên là tính đúng vào thì là khoảng hơn 2 ngày một chút. Và đây, cái sản phẩm giá của mình đến đây đã xong rồi đấy. Ở đây là mình thích ăn rau mầm nhiều nhá, do vậy mà mình để cái giá nó ngắn thôi. Chứ còn nếu mà các bạn thích ăn dài ra hơn thế nữa thì các bạn có thể để thêm một ngày nữa thôi, hoặc là ngày rưỡi thôi là rất là ngon. Đấy, sản phẩm giá của mình đây là mình để có hơn 2 ngày. Do vậy mà 3 ngày đấy các bạn ạ, xin lỗi ạ, 3 ngày, do vậy mà cái giá của mình nó không được dài đúng không ạ. Thì các bạn cứ để đấy và các bạn ngâm thêm khoảng 2 ngày nữa là cái giá rất là dài. Thường thường là dài nó hay có rễ các bạn. Và đây là ở cái chai các bạn nhé, các bạn xem cái chai của mình này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa, rất đẹp đúng không ạ, như là thần tài luôn đấy, nó đã lẩy mầm hết xung quanh cái chai, rất đẹp đúng không ạ. Đấy, thì bây giờ các bạn có thể là cắt ra, bỏ cái vỏ nhựa đi và các bạn lấy lại giá thôi đúng không ạ. Đấy, các bạn cắt ra như thế này nhé, và các bạn có thể cắt đôi, mình cắt dọc cái này để đỡ hạn chế là cắt vào cái giá. Các bạn đã cắt dọc rồi, các bạn lấy cái mũi kéo là các bạn có thể cắt được mà, rất là dễ thôi, vì đây là đồ nhựa do vậy mà rất là mỏng. Các bạn thấy giá của mình chưa, đây là hai sản phẩm đều để 3 ngày thôi các bạn ạ, chứ nếu mà các bạn để khoảng 4-5 ngày thì nó rất là dài ra.
Đấy là sản phẩm giá của mình, các bạn nhìn thấy rất sạch đúng không ạ? Rất là sạch luôn. Và đây là các bạn mà để dài ra một chút cho các bạn ăn ngon hơn nhé. Còn đây là mình thích ăn mầm nhiều, do vậy mình làm thế này. Đây là mình chỉ giới thiệu cách làm của các bạn để tận dụng được những cái mà đồ bỏ đi trong gia đình mà lại làm được như thế này đúng không ạ? Thế là video làm giá của mình đến đây đã xong rồi đấy. Xin chúc các bạn làm mà thành công và tạo ra được những món giá sạch thật tuyệt vời nhé.